đây là cái khu vực trộn vữa, cần hai người thôi. Phun vữa kết hợp với này cái nẹp kè góc trước. Đấy. Khi mà ta đã có cái nẹp kè này rồi thì việc phun vữa vào tường rất là nhanh, anh em có thể nhìn nó trực tiếp như vậy. Bơm thẳng mặt cửa luôn. Làm cửa không thể không còn gì để nhanh hơn được. Đây chỉ cần cầm thước gạt qua là xong. Làm cửa này quá nhanh lắm nhỉ. Tốc độ vào vữa rất là nhanh, phun một lúc rồi mà vào tay cả tiếng.
cái cạnh cửa này rất là nhanh, không cần phải dùng cái thước nữa. Biện pháp dùng đẹp này là đặc biệt áp dụng cho những cái công trình ở ngoài mà nó có nhiều những cái cột cạnh. Cẩn thận hút chân nha, hút chân đằng sau. Cả những cái tai cửa bé như thế này, khi mà ốp lẹp vào rồi thì phun rất là nhanh. Chứ còn nếu mà để chúng ta cầm thước mà ôm cạnh thì tương đối là lâu. Mỗi thứ nhanh hơn một tí là công trình nó sẽ đẩy nhanh được cái tiến độ. Cẩn thận hút họng đằng sau ấy.